Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, trong đó năng suất sản lượng rau màu của nhiều hộ dân hợp tác xã giảm, nhiều diện tích bị thu hẹp lại vì thiếu nước tưới, phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Mai Sơn. Gia đình chị Lò Thị Phương ở bản Nong Te, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn có gần 8.000 m2 đất sản xuất rau màu, chủ yếu là trồng bí xanh, dưa chuột, dưa mèo, Mặc dù gia đình chị cũng đã đầu tư hệ thống tưới phun cho cây rau màu, nhưng do nguồn nước hạn chế, không được tưới đủ nước, kèm theo bệnh bọ trĩ, dày xanh nên năng suất chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Năm nay thì hạn hán kéo dài rất lâu, thế là bây giờ rất chi là khó khăn vì nguồn nước. Vì không có nguồn nước thì chúng tôi không thể sản xuất rau màu được ạ. Sâu bệnh, về sâu bệnh thì sâu bệnh lan rất nhiều hoa màu thì à, um, kém sản lượng hơn. Hiện nay, gia đình chị Phương cũng như 17 thành viên hợp tác xã Rau An Toàn Vạn Phúc Bản Bó Hạc xã Cò Nòi đang sản xuất hơn 10 hecta rau màu. Mặc dù trước mỗi vụ sản xuất rau, hợp tác xã luôn xây dựng kế hoạch sản xuất từng loại rau để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đồng thời ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các thương lái, chợ đầu mối, siêu thị. Tuy nhiên, năm nay, do nắng hạn kéo dài, nhiều hộ thành viên và người dân trong bản thiếu nước sản xuất trầm trọng, dẫn đến nhiều loại rau màu bị thiệt hại. Trung bình một ngày, hợp tác xã xuất gần 1 tấn dưa chuột, hơn 2 tấn bí xanh, từ 5 đến 6 tạ đậu cô ve. Sản lượng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù hiện nay đang có một vài công ty nhà máy muốn ký kết bao tiêu sản phẩm rau màu cho các thành viên, nhưng do thiếu nguồn nước sản xuất nên hợp tác xã cũng không dám ký hợp đồng bởi lo ngại không đáp ứng được khối lượng. Sản lượng giảm so với năm ngoái là do bà con không không có nguồn nước để sản xuất. Còn bây giờ thì các công ty cũng có nhiều công ty muốn liên kết để sản xuất như trồng ớt này, trồng dưa chuột này, trồng bắp cải, cải thảo đa phần là cũng có nhiều công ty muốn liên kết nhưng mà chúng em không thể nhận được bởi vì là cái nguồn nước của chúng em không đủ để làm cái để làm các cái sản phẩm đấy cho các cái công ty đấy. Hiện nay toàn huyện Mai Sơn có 700 hecta rau màu các loại. Nếu nắng nóng còn tiếp tục kéo dài sẽ là một điều rất đáng lo ngại gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cũng như thu nhập của người nông dân.